Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ thử thách 24 giờ sống trên chiếc giường của mình và chỉ ăn uống ngủ nghỉ trên đó và không được đi đâu hết, cũng như những cái video 24 giờ trước đó. Ok, và nếu các bạn thấy thích video này đừng quên đăng ký kênh, like, subscribe, chia sẻ để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video hay nữa. Ok, bây giờ mình sẽ bước lên chiếc giường của mình nha. Giường mình ở trên. Cho nên là mình sẽ thử thách ở trên luôn. Ơ như là thử thách ở trên không nhé. Đây là đồ ăn và nước uống của ngày hôm nay. Ok, giờ mình sẽ để lên nha. Mà treo lên thôi. Dễ tái quá. Đây. Mấy bữa thì mình cũng đã qua rồi. Hôm nay thì mình sẽ thử thách 24 giờ sống ở trên này và không được bước chân xuống đất. Chỉ ngủ nghỉ trên này thôi. Rồi mình 24 giờ. Mình sẽ giới thiệu sơ sơ về cái giường của mình. Đây là cái bàn hạp này. Cạp là mình cũng đem lên đây luôn. Nè. Màn gối. Chiếu. Bên đây là cái ổ cắm điện nè các bạn. Đó, đây là thức ăn này. Hôm nay thì mình có mua bánh. Đây là một cái hộp bánh mini, bánh bí á, với một cái snack nữa. Thì thử thách hôm nay chỉ là một chai nước thôi. Thì những cái thử thách trước thì mình uống hai chai nước, nhưng mà thử thách này mình thấy khá là dễ cho nên mình chỉ uống một chai nước thôi nha các bạn, một chai nước mini thôi. Ok, đó ăn thì cũng bao nhiêu thôi. Giờ thử thách sẽ bắt đầu tại đây nha. Bây giờ là 7 giờ sáng. Bây giờ mình sẽ thử thách 7 giờ sáng mai và sẽ kết thúc như những video trước đó. Và một lần nữa bạn hãy cho mình một like, một subscribe để mình có thêm động lực hoàn thành thử thách 24 giờ này nha. Đó, bây giờ là 7 giờ sáng, mới dậy luôn. Nên khó đó, giờ mình sẽ ăn cái bánh, cái hộp bánh mini này nè. Cái hộp bánh mini này khá là đẹp luôn. Để xem ở bên trong nó sẽ có cái gì nha. Bên trong nó có hộp bánh này nè. Cuspa. Đó. Nói chung là video này mình sẽ uống tiết kiệm nha các bạn. Bởi vì video này chỉ có một chai nước thôi. Chai nước mini nữa. Nhưng uống giống như mấy bữa thì sẽ nhanh thấy lắm. Đây. Bánh bông lòng mini. Bên trong có gì đây? Ít nước rồi nha. Rồi. Ok. Còn cái bánh này đêm trưa mình sẽ ăn tiếp. À ok. Thì như mọi thử thách trước thì mình chỉ việc ăn uống xong rồi ngủ nghỉ thôi. Ok, có gì mình sẽ qua tiếp cho các bạn xem nha. Bởi vì những thử thách như thế nào khá là dễ luôn. Ok, nếu các bạn có những ý tưởng nào đó thì comment cho mình biết nha. Các bạn ơi, thì nãy giờ mình ngồi học bài xíu, thì giờ là 10 giờ rồi nha. Nén này rất là nám luôn rồi, thì ngồi đi qua thì rất là nguy hiểm luôn. Sợ cái máy qua nó rớt xuống đất nè các bạn ơi. Rớt xuống này là bể luôn á. Qua nữa. Ok, và thử thách được 3 tiếng rồi. Được rồi. Thì mấy bữa nay thì tần suất ra video khá là nhiều luôn. Thì mang các bạn ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Bây giờ mình sẽ ăn cái bịch xà nách này thử nha các bạn. Xà nách này, cái bịch cũng nhỏ đâu, cũng vừa vừa đâu mà nó hơi bị nặng luôn. Để ăn thử. Đây là vị táo bí. Ăn thử nha. Đây nó để kim bát này. Nó rất là tham đồ các bạn ơi. Đây này, xà nách. Đây là khoai tây chiên, đây là khoai tây. Nó thêm gia vị vô, đau biểu. Ăn mất đây. Thì ăn mất đây nhanh thấp nước lắm nha. Hôm nay chỉ có một chai nước thôi. Chuyện này là mình sẽ uống tiết kiệm nha. Ở đây thì còn một cái bánh bía nữa này. Tối nay mình sẽ review cái bánh bía này thử. Khá
có lao rồi chưa ăn bánh bía. Bữa nay thì nó đỡ nóng hơn mấy bữa trước, nay trời có gió nè, cho nên làm thử thách khá là ok luôn. Mấy bữa trước là làm thử thách là chỉ có một cái khó khăn là nám thôi các bạn ơi, còn cái gì cũng vượt qua dễ dàng hết. Có bữa thì làm thử thách 24 giờ ngoài ban công thì là thử thách khó khăn nhất. Ơi, ăn ngủ thì cái đống phở đổ xuống này, giật mình luôn. Để xem cái máy giờ rồi. Rồi, 3 giờ chiều rồi bạn ơi. Ngủ quen. Trời nóng quá. Ngủ quen. Đó, thì nói chung là tình hình là 3 giờ chiều rồi. Thì thử thách khoảng được gần 9 tiếng rồi. Đây. Trời nóng quá. Nó đang ngủ thì cái đống sách vở đây nè, nó bị ngã xuống. Giật mình luôn á. Ôi, trời nắng khát nước quá bạn ơi. Trời ơi. Rồi sáng thì ngồi ăn hết. Ăn hết rồi xà nát rồi. Ở đây thì cần cái bánh bía này nha. Giờ mình sẽ ăn thử cái bánh bía này thử. Không biết là nó có ngon hay không nữa. Đây. Đây là bánh bía đào xanh sầu riêng. Rất là thơm với mùi sầu riêng luôn. Đây này, cái bánh bía này nè. Nhìn thế này nè các bạn ơi. Mình sẽ mở bên trong nha. Giờ mình sẽ ăn nửa cái thôi. Bánh này thì nó ngọt lắm. Ai ăn thì sợ không hết luôn á. Rất là ngọt luôn. Ăn nó hơi ớt ớt mọi người. Cái bánh này mà bỏ đậu xanh khá là nhiều. Ở sáng nhà mình đó, ngồi trên đây, nằm trên đây luôn. Và sáng nhà mình đã ở trên đây rất là lao rồi. Nói chung là không có đi xuống được nha. Thử thách đây là thử thách 24 giờ, không có đi xuống được. Thì khoảng được 9 tiếng rồi, thì còn khoảng 15 tiếng nữa. Ok, chút nữa mình sẽ qua tiếp nha. Sáng nay mình tưởng bữa nay nó đỡ nóng hơn, và ngày bữa nay nó không nóng rồi, rất là nóng luôn. A few moments later, a few minutes later. Ok, thì trời tối rồi nha các bạn. Trời tối khá là nhanh luôn. Nãy giờ thì mình ngủ 2-3 giờ rồi đó. Đây, giờ mình sẽ bật đèn lên cho nó sáng nha. Đèn thì nó ngay cái tay mình này. Bật khá là nhanh luôn. Đó, bây giờ thì mình đang rất là muốn kết thúc cái thử thách này luôn. Giờ đang rất là mắc vệ sinh luôn các bạn ơi. Và bạn phải cố gắng lột hết cái thử thách này nha. Ok, thì mình còn nửa bánh bía này. Giờ mình sẽ ăn luôn. À, cái này nó có trứng này các bạn. Bây giờ mình mới thái này. Bánh này thì nó quá ngọt luôn. Ăn nó hơi bị ngón ấy. Nãy mới nào một chút, bây giờ tối rồi. Còn bánh này mình sẽ ăn luôn nha. Bánh bầm là mini. Không có được nửa chai nha mà. Cái chai này thì nó trùm là hết. Không thấy nước ở bên trong. Đây là nước lọc nha, chứ không phải nước ngọt. Đó. Nói chung là bây giờ đang rất là muốn kết thúc cái clip này luôn. Nhưng mà vẫn phải cố gắng lột hết cái thử thách 24 giờ này. Đây. Đồ ăn thì mình mấy cái bánh với snack thì mình ăn hết rồi. Giờ chỉ còn nước thôi. Rồi để sống sót qua đêm nay. Ôi. Chiều giờ thì mình nằm ở trên cái giường này nè.
trời nám chảy mồ hôi rất là riết luôn. Nhưng bây giờ không có đi tắm được, tắm thì phải đi cái đường kia này. Nhưng bây giờ đang thử thách 24 giờ đêm nay cho nên không có tắm được, nên phải thử thách ở dưới lại nha. Thì mới 7 giờ tối thôi, thử thách thì khoảng được 12 tiếng rồi. Bây giờ là chỉ mang là thử thách 24 giờ sẽ trôi qua thật là nhanh thôi. Trời ơi, thì cũng đã 4 clip, 4 video thử thách 24 giờ rồi. Đây là video thứ 5. Và nếu mà các bạn chưa xem những video trước đó thì hãy vào kênh của mình cũng xem nha. Đây là video thứ 5 thử thách 24 giờ. Này, trời ơi, tốt ôm luôn rồi kìa. Giờ mình sẽ nằm đây một bài xíu, một chút nằm ngủ cho thời gian trôi qua nhanh nha. Cái giờ mà cái ngầu biết là lao lắm đó. Bữa nay thì nó đỡ nám hơn mấy bữa trước mà nó ngầu, nó vẫn hơi chảy mồ hôi xíu nha. Đồ ăn thì hồi chiều giờ mình ăn hết rồi nha, mình sẽ bắn rồi, có mấy cái bắn rồi, xíu xíu nước rồi. Tối nay mình sẽ uống tiết kiệm nha. Nói chung thì là 6 giờ ngầu đa thì mồ hôi chảy, tụi mình khó là dưa luôn, mà giờ không có đi tắm được. Rồi, thử thách 24 giờ thì chỉ ở một chỗ thôi, không có đi đâu được. Nói chung thì các bạn hãy cho mình một like để cho mình có động lực hoàn thành cái thử thách này nha. Bây giờ mình cũng khá là nản rồi. Ok rồi các bạn ơi, bây giờ là 11 giờ đêm rồi, giờ mình khá là buồn ngủ rồi. Đầu chiều thì ăn hết mấy cái bánh đấy rồi, giờ khuya là khá là đói bụng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ ngủ cho nó nhanh qua thử thách hơn. Bây giờ mình tính làm biết là nó lao lắm. Ok, giờ mình sẽ tắt điện và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nha. Ok các bạn ơi, rồi sớm giờ mình đau hận luôn đúng không? Đó thì giờ là 9 giờ rồi nha, sớm giờ cũng quay thì qua thử thách 24 giờ rồi. Giờ đau hận này, nó không nổi luôn á, nước vẫn còn này, xíu xíu luôn. Uống miếng nước ra, khô hạn quá. Đó, trời sáng rồi nha. Đó thì ok, cái thử thách này cũng đã hoàn thành rồi. Thì thử thách này cũng khá là dễ thôi, ngồi một chỗ, ăn uống ngủ nghỉ một chỗ. Có điều là bây giờ mình đang đau họng rồi, khá là khó chịu luôn các bạn ơi. Ok, và nếu các bạn thấy video này, đừng quên đăng ký kênh, like, subscribe, chia sẻ để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video ăn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.